so sánh lời kể vụ chị chồng làm hại cháu và em dâu đang mang thai ở Hòa Bình. Cơ quan chức năng vào cuộc lập đoàn kiểm tra trường mầm non sử dụng nước bẩn rửa đồ cho trẻ. Xác minh clip nữ hiệu trưởng ở Hà Nội vào nhà nghỉ với chồng người khác. Hiện trường taxi đâm hàng loạt người dừng đèn đỏ. Thời tiết ngày 29 tháng 7, Bắc Bộ mưa rông kết thúc nắng nóng. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua vụ việc chị chồng hát nước sôi vào người em dâu và cháu nhỏ khiến hai nạn nhân bị thương đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ hơn cả chính là thái độ của người chồng khi chứng kiến vợ của mình gặp nạn. Nghe người vợ trong vụ việc trình bày lại những gì mình trải qua khiến ai nghe cũng xót xa. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi mẹ con chị Bùi Thị Sim sinh năm 1989, trú tại xóm Sào Đông, xã Sào bái huyện Kim Bôi và con gái tên BKV sinh năm 2019, hai nạn nhân của vụ việc đang được điều trị. Bác sĩ Đinh Thế Hải, phụ trách khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận hai mẹ con chị Sim, các bác sĩ đã tích cực điều trị bằng phác đồ thay băng bỏng, dùng kháng sinh và bù dịch. Hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định. Chị Bùi Thị Sim cho biết tối ngày 26 tháng 7, chị Lành lên nhà để yêu cầu vợ chồng tôi trả tiền nợ xây ngôi nhà mà gia đình đang ở. Nếu không trả tiền thì đi khỏi ngôi nhà này. Sau khi tôi nói chưa có tiền để trả vì có con nhỏ lại đang mang thai không thể đi làm thì chị Lành đi vào bếp và cầm ấm siêu tốc đang sôi bất ngờ đổ lên người hai mẹ con từ phía sau. Khi tôi khóc lớn kêu cứu thì chồng tôi có chạy vào nhưng không hề đưa hai mẹ con đi bệnh viện mà còn ấn đầu tôi xuống cấm khóc. Còn chị lành thì ngồi yên một chỗ, chơ mắt nhìn hai mẹ con tôi đang bị bỏng. May mắn là bà con hàng xóm đã đến hỗ trợ, kịp thời đưa tôi và con đi cấp cứu. Theo chị Sim, vợ chồng chị sinh được hai người con gái, hiện chị đang mang thai bé thứ ba. Do hai vợ chồng chưa có nhà nên đang ở nhờ căn nhà mà chị lành xây trên khu đất đứng tên mẹ chồng chị. Đã nhiều lần chị lành yêu cầu chị Sim trả số tiền mà chị lành bỏ ra để xây căn nhà trên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, lại nuôi con nhỏ nên chị chưa có tiền trả. Bởi vậy chị lành thường xuyên đuổi mẹ con chị ra khỏi ngôi nhà đó. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì xảy ra vụ việc trên. Cũng liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Bôi ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành sinh năm 1983, chú xóm Sào Đông, xã Sào Báy để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Ban đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 7, Bùi Thịnh cùng mẹ đẻ và bạn đến nhà chị Sim để nói chuyện về việc các bên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhà ở từ trước. Lúc này có một phụ nữ hàng xóm sang chơi. Khi bốn người trên đến nhà, chị Sim cầm ấm điện siêu tốc để pha chè để trong gian bếp tiếp giáp với phòng khách. Sau đó, hai bên xảy ra cãi nhau. Chị Sim bế con gái là cháu BKV sinh năm 2019, ngồi trên chiếu giữa gian phòng khách những người đến chơi ngồi trên ghế bàn uống nước phía đối diện chị Sim. Khi đang cãi nhau, chị lành đứng dậy đi vào gian bếp, sau đó hai bên tiếp tục cãi nhau thì chị Sim cảm thấy nước nóng rồi từ phía sau lưng chảy xuống. Theo phản xạ, chị Sim bật dậy quay lại, nhìn thấy chị lành đang cầm ấm điện siêu tốc đứng ngay sau vị trí mình ngồi. Ngay sau đó chị Sim chạy ra ngoài cửa thả chó về xuống, chị Sim cởi quần áo rồi bế con chạy sang nhà hàng xóm rồi được người thân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hòa Bình có thể thấy mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình là điều không thể tránh khỏi tuy nhiên mỗi người cần giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định để giải quyết mọi việc theo hướng tích cực nhất tránh những hành vi cực đoan như trong vụ việc trên dù nạn nhân rất may mắn được cấp cứu kịp thời nhưng những tổn hại về tinh thần sẽ là vết thương lớn khó có thể ngồi ngoài Thưa quý vị, những ngày gần đây cư dân mạng vô cùng bức xúc trước loạt hình ảnh mất vệ sinh được đăng tải trên mạng xã hội, khi một cô giáo rửa đồ dùng của trẻ trong nhà vệ sinh được cho là ghi lại tại một cơ sở mầm non tư thục nổi tiếng vệ Sinh tại thành phố Vinh. Trước sự việc trên, cơ quan chức năng liên quan cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn thực phẩm tại tất cả 4 cơ sở của ngôi trường tư thục này. Theo đó, ông Lê Trường Sơn, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Y tế thành phố Vinh lập đoàn kiểm tra các cơ sở của trường mầm non vệ sinh. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện một số hình ảnh bị cho là mất vệ sinh trên mạng xã hội liên quan đến ngôi trường tư thục này. Được biết, hệ thống mầm non vệ sinh ở thành phố Vinh hiện có 4 cơ sở. Trong đó, trường mầm non vệ sinh Garden Hills, địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bầu, thành phố Vinh, có 8 lớp với gần 200 cháu theo học. Ông Sơn nói, đoàn đang làm việc với nhà trường để làm rõ thông tin về các hình ảnh này. Ngoài ra chúng tôi cũng đã lấy tất cả các thông tin về nguồn nước của trường để kiểm tra và có kết luận khách quan nhất. Liên quan đến vụ việc bà Hồ Thị Hoa, trưởng phòng y tế thành phố Vinh cho biết, đoàn đã chia làm nhiều nhóm để kiểm tra bốn cơ sở của hệ thống trường mầm non vệ sinh trên địa bàn. Chúng tôi làm việc rất cẩn trọng và khách quan, hiện đoàn vẫn đang tiếp tục làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng. Ban lãnh đạo hệ thống trường mầm non tư thuộc Việt Sinh đã có những thông tin chính thức về sự việc. Cụ thể, vấn đề bắt đầu từ một nhân viên cũ của trường mầm non Green. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, trường này được nhận tiếp quản từ chủ đầu tư của trường mầm non vệ sinh. Ngay lập tức, chủ đầu tư mới tiến hành cải tạo bếp ăn và nhà ăn. Thực phẩm đang được nấu và chế biến ở cơ sở vệ sinh Sunrise trên đường Hải Thượng Lạn Ông, sau đó vận chuyển đến trường Green. Về những bức ảnh được lan truyền về vấn đề vệ sinh khai bát, chăn gối và nguồn nước ở cơ sở vệ sinh Garden Hills. Cụ thể, hình ảnh khai bát được rửa trong nhà vệ sinh. Bất kể bức hình này được chụp trong hoàn cảnh nào, bà lãnh đạo vệ sinh xin thừa nhận đây là lỗi vận hành sai quy trình. Hành vi đặt khai đồ ăn lên bệ vệ sinh là không thể chấp nhận được. Bà lãnh đạo và ban giám hiệu, các giáo viên đã nghiêm túc kiểm điểm và không để sự việc tương tự lặp lại. Hình ảnh chăn gối bị vứt bừa bộn ở sàn nhà, bà lãnh đạo vệ sinh cho biết đây là một bức ảnh có chủ đích giàn dựng bởi lẽ giáo viên không bao giờ để xảy ra tình trạng vứt bừa chăn gối của các bé như vậy. Có thể bức ảnh được chụp khi thực hiện quá trình thêm bớt bông vào gối trước khi bước vào năm học mới. Vì hình ảnh nước đen chảy ra từ vòi, ban lãnh đạo vệ sinh giải thích hiện tượng nước đen này xuất phát từ việc sụp rửa bồn. Tại cơ sở vệ sinh Garden Hills, trong thời gian qua có sử dụng hai nguồn nước song song về hệ thống nước lọc, trường sử dụng bể tinh lọc, hệ thống lọc đã được kiểm định và có giấy phép kèm theo. Nước được sử dụng cho việc rửa, xả bồn cầu, tưới cây và phòng cháy chữa cháy. Nước này hoàn toàn không sử dụng cho việc ăn uống vì cơ sở việt sinh Garden Hills nhận chung chuyển đồ ăn từ bếp ăn tập trung ở cơ sở việt sinh Sunrise. Khu vực bếp ăn của cơ sở này đang trong thời gian hoàn thiện. Qua sự việc trên, bà lãnh đạo vệ sinh thừa nhận đã lỏng lẻo và thiếu sát sao trong vấn đề quản lý nhân sự và vận hành. Hiện sự việc đang được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cùng các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất trên những video tiếp theo. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị. Mới đây, thông tin nữ hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng và nhà nghỉ với chồng người khác gây xôn xao dư luận địa phương. Từ hư câu chuyện này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay giờ đây. Theo đó, bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh liên quan đến một nữ hiệu trưởng trên địa bàn. Trước đó, dư luận xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Phùng bị bắt gặp vào nhà nghỉ với một người đàn ông có vợ lan truyền trên mạng xã hội. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng nói: "Ngay khi nắm bắt được thông tin và nhận được đơn của vợ người đàn ông trong clip, chúng tôi đã yêu cầu hiệu trưởng kia báo cáo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ." Cũng theo bà Bùi Thị Thu Hằng, hiện nay vụ việc đang được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đan Phượng thành phố Hà Nội thụ lý và lập tổ kiểm tra xác minh làm rõ thông tin phản ánh. Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội, sự việc này gây dư luận không tốt tại địa phương và làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của ngành giáo dục. Bà hàng nói, sự việc làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của ngành giáo dục và gây dư luận rất xấu tại địa phương, khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, nếu hiệu trưởng này có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị, từ đầu năm 2023, hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy hàng cấm tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, nổi lên là các vụ nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch khẩn để ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này. Cụ thể, kế hoạch được ban hành trong bối cảnh từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ma túy hàng cấm trên địa bàn diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là vụ các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy trái phép xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng 200 đối tượng bị khởi tố. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở ngành kiểm tra, xử lý 205 vụ, 308 đối tượng có liên quan hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo kế hoạch, công an thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện xuyên suốt toàn diện, hiệu quả các chuyên đề kế hoạch của Bộ Công an liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Các lực lượng tích cực tấn công trấn áp, ngăn chặn các hoạt động trên. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lực lượng 363 tiếp tục phát huy hiệu quả trong tuần, kiểm soát công khai, chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm vi phạm pháp luật đang hoạt động trên tuyến giao thông. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý sách tay và ký gửi để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm qua đường hàng không và các loại hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến những vấn đề trên, Cục Hải quan cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để đấu tranh làm rõ, truy xét tận gốc trước khi tuyên truyền công khai. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng phối hợp với đơn vị có liên quan để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Sở này cũng cần kiểm tra, kiểm soát thị trường, các mặt hàng tiền chất công nghiệp, ngăn chặn hoạt động ra bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên các trang thương mại điện tử. Thưa quý vị, vừa qua một vụ cháy lớn xảy ra trên nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quen, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng thống kê tài sản thiệt hại. Theo đó, 21 giờ ngày 28 tháng 7, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, các lực lượng chức năng và ngư dân đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại cảng Lạch Quen, xã Quỳnh Thuận. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7. Đám cháy bùng phát từ một con tàu, sau đó nhanh chóng lan sang tàu bên cạnh, bất chấp nỗ lực dập lửa của chủ tàu và ngư dân. Ông Trung thông tin, nhiều tàu cá trong khu vực đã thoát được ra biển. Thời điểm hiện tại có khoảng 6 tàu cá bị cháy. Đám cháy lớn, lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn, nhiều người dân ở các xã lân cận cũng có thể nhìn thấy từ xa. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe tiếng nổ lớn trên các con tàu đang cháy, nhiều khả năng là do nổ bình ga. Đến thời điểm xảy ra cháy, trên các tàu có nhiều xăng dầu khiến việc khống chế lửa gặp khó khăn. Đến khoảng 22 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tiếp tục là các tin tức về giao thông thưa quý vị. Mới đây một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại đường Vũ Lăng, địa phận quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Một taxi đang lưu thông trên đường bất ngờ tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ. Theo đó, Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng xác nhận, tại nút giao Vũ Lăng, Trường Trinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và loạt xe máy khiến nhiều người bị thương. Thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày 28 tháng 7, xe taxi bị kiểm soát 43E-02083 chạy trên đường Vũ Lăng hướng đường Trường Trinh, khi đến nút giao thông Vũ Lăng Trường Trinh, xe taxi bất ngờ chạy sang phải, lao vào phần đường ngược chiều của đường Trường Trinh, tông trực diện 9 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến nhiều người bị thương. Tại hiện trường, các xe máy hư hỏng nặng, có xe máy bị bánh sau của xe taxi cán qua. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào giờ cao điểm khiến nút giao thông Vũ Lăng Trường Trinh ùn ứ tạm thời. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng, vụ việc khiến hai người bị thương gồm ông Nguyễn Văn Tê 4 tuổi và ông Nguyễn Văn Hồng P 34 tuổi, còn một số người khác bị thương nhẹ. Người điều khiển xe taxi tên Nguyễn Thanh Tê 37 tuổi, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế T, kết quả không vi phạm. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do vấn đề kỹ thuật của xe hoặc tay lái của tài xế có vấn đề. Qua đây cũng hy vọng người dân tham gia giao thông tuân thủ luật tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc nêu trên. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại một số tỉnh thành phố, tình trạng xe dù bến cóc, xe bỏ bến chạy ngoài, chạy lòng vòng, chạy chậm để đón khách chưa thuyên giảm, có nơi còn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn. Bộ Giao thông Vận tải cũng nêu rõ, từ năm 2022, Bộ đã có văn bản gửi đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc và xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn địa phương. Các tỉnh thành phố phối hợp chỉ đạo lực lượng chức năng và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đến nay, tại một số tỉnh, thành phố, tình trạng xe kinh doanh có phủ hiệu xe hợp đồng, có biển hiệu xe du lịch vi phạm, hoạt động như tuyến cố định, xe dù bến cóc, chưa thuyền giảm, có nơi còn có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt giữa các tỉnh, thành phố kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Bà Rịa, Vũng Tàu do đó bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trong việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong đó tập trung kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô có văn phòng đại diện của đơn vị vận tải đặt tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô hoạt động thường xuyên và hàng ngày kết nối với địa bàn thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Xác định qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, hoàn thành việc kiểm tra trong tháng 10 năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy định pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật có liên quan khác đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh thành phố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phía Cục Đường Bộ Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu phối hợp với các sở giao thông vận tải để mạnh việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô, hoàn thiện các phần mềm quản lý vận tải, kết nối chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định 10-2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, qua đó tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. Vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm đôn đốc thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo của các sở giao thông vận tải, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Kết thúc chương trình là những tin tức về tình hình thời tiết thưa quý vị. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày 29 tháng 7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa và rông. Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Phía Nam có nơi trên 36 độ C. Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Nam từ 31 đến 34 độ C. Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, nhiều mây, chiều và đêm mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Thông tin này kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như quý vị có bất cứ ý kiến gì, hãy chia sẻ để lại ở ngay dưới phần bình luận cho chúng tôi biết. Đến đây xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.